Chị Nga ơi, ăn gì mà ngon dạ? Mình đang ăn bánh nướng Đài Loan mà ngon quá trời luôn. Vậy hả? Vị nó rất là ngon. Đó là gà xé phô mai. Gà xé thì nó có mùi rất là thơm. Phô mai rất là tuyệt vời. Dạ. Quá béo. Nó rất là vừa ăn, cũng bột á. Ừ. Cái bột thì nó mềm xốp, dẻo. Rất là tuyệt vời. Mình thấy là cái món này là bán rất là ok luôn á. Chị mua ở đâu dạ? À, mình mua ở Thanh Đa. Ở đây mấy nhỉ? Không nhớ đây mấy cái, mà cái quán tên gì? Quán tên gì? Quán Canang Mua Ship. Dạ. Thì bữa nào em tới đi làm sao? Từ Bình Quế qua đó đi làm sao? Đi tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ Thanh Đa nè, quẹo phải xong rồi cái quẹo phải cái nữa khoảng 300 mét á, rồi chắc khoảng 300 mét á rồi tới. Dạ. Cảm ơn chị nhiều nha.